Hôm nay giao máy về cái vườn mà mai chiếu thủy nha anh em. Vườn này anh khách trồng mai chiếu thủy nè. Đây là bộ máy của mình, bộ máy máy xăng 4 dồi. Cho anh khách tưới mai chiếu thủy, anh khách có gắn hệ thống tưới tự động nhưng mà nó không hiệu quả. Nó hay bị nghẹt. Nên đặt bộ này để tưới. Này chỉ có ghe với bộ tưới thôi chứ không có 3 trong 1. Rồi để cho anh khách tự xuống giật máy test thử nha. Lên ga miếng kéo le qua rồi giật chạy cái đóng le lại. Dạ, cái le cần trên á. Trời ơi. Ảo chuyên nghiệp à. Xuống ngồi tự nó đi luôn. Ở trên á, đúng rồi. Muốn lên ga gì lên. Lên ga. Nó là chạy mới chạy Dubai chưa lên ra đó. Nó xịt gì mà tự đi ngõ ta.